Thưa quý vị, chiều ngày 17 tháng 2, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Viên, 30 tuổi, ở thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam để điều tra về hành vi giết người. Nghi phạm Viên là người cha đã nhẫn tâm ném con gái ruột của mình xuống sông Trường Giang khiến cháu bé tử vong. Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, qua lấy lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, giữa Viên và vợ đã xảy ra mâu thuẫn trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Sau đó vợ của Viên bỏ về nhà cha mẹ ruột ở cùng xóm. Hết Tết, chị này đã vào thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân may. Thời gian gần đây Viên thường xuyên điện thoại cho vợ nhưng vợ không nghe máy. Lúc 19 giờ tối ngày 16 tháng 2, Viên uống rượu say và về đến nhà cha mẹ vợ cùng thôn để nói chuyện về việc ly dị vì nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong quá trình nói chuyện, Viên đã nảy sinh ý định giết chết con gái ruột đang ở nhà mẹ vợ. Sau đó Viên bế bé gái từ nhà mẹ vợ đi xuống bến đỏ Tam Hải rồi ra cầu Ông Hiển, ném bé xuống sông. Sau khi gây án, Viên về nhà mẹ ruột thông báo là đã giết chết con gái mình. Cha mẹ của Viên liền thông báo cho người dân trong xóm khẩn trương tìm kiếm cháu bé và báo cáo chính quyền địa phương. Sau đó Viên bị lực lượng công an khống chế. Khoảng 1 giờ sáng ngày 17 tháng 2, thi thể của cháu bé đã nổi trên sông cách vị trí nghi phạm ném cháu bé khoảng 100m. Tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án theo trình tự pháp luật. Theo lời khai, nghi phạm Viên vào tối ngày 16 tháng 2 đã gọi điện thoại cho vợ, tuy nhiên vợ Viên không trả lời điện thoại nên hắn đã nảy sinh ý định sát hại con để trả thù. Buổi thực nghiệm hiện trường dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cơ quan cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát tỉnh Quảng Nam cùng hàng trăm người dân xã Tam Hải. Trong ảnh, Viên bồng cháu V được làm từ bao cát, từ nhà vợ bắt đầu đi ra ngoài. Thời điểm xảy ra vụ việc, Viên đến nhà vợ trong lúc cháu V đang xem TV. Viên bồng con rời khỏi nhà mẹ vợ. Từ đây, Viên đi thẳng ra cầu Ông Hiền ở bến đò Tam Hải để ném con xuống sông Trường Giang. Toàn bộ hành vi của Viên bị camera an ninh của người dân xung quanh ghi lại. Viên khai, tại cơ quan điều tra, vì vợ không nghe điện thoại nên ghen tuông muốn sát hại con gái để báo thù vợ. Hình ảnh Viên cõng cháu V ra khu vực cầu Ông Hiền để thực hiện hành vi tội ác bị camera an ninh ghi lại. Khu vực cầu Ông Hải, nơi Viên ném cháu bé là nơi có nhiều tàu thuyền neo đậu. Trong ảnh, Viên bồng bé V bao cát hướng thẳng ra nơi hắn ra tay tàn độc với chính con gái ruột của mình. Khoảnh khắc sợ người khi Viên nhẫn tâm ném bé V tức bao cát xuống sông Trường Giang vào đêm đen lạnh giá. Kẻ thù ác khi gây án thản nhiên đi bộ về nhà, thông báo sự việc với mẹ ruột. Hắn bị công an xã Tam Hải bắt giữ ngay sau đó. Cơ quan công an dẫn giải Viên trở lại trại giam để tiếp tục điều tra vụ án. Thượng tá Phạm Viết Tiến, trưởng công an huyện Núi Thành cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận vụ việc và đang thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật. Rất đông người dân tại xã Tam Hải theo dõi quá trình thực nghiệm vụ án ở địa phương. Viên là con trai cả trong gia đình có ba anh em, người này không tu chí làm ăn mà thường xuyên sử dụng chất kích thích và hay phá đập đồ đạc trong nhà.